Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm trước những anh chị nào mà có liên hệ Tuyền để tìm cho mình một chiếc Mazda 3 màu trắng thì hôm nay thấy được video này của Tuyền nhanh tay liên hệ lại giúp Tuyền nha. Thì hôm nay Tuyền về được một xe khá là đẹp luôn, các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay chốt sớm nè. Thì bên cạnh Tuyền đây là Mazda 3 Sedan phiên bản 1.5 Luxury đời 2022 các anh chị. Em này đăng ký lần đầu là tháng 6 của năm 2022 và một chủ sử dụng từ đầu tới nay, đi khoảng 30.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 596 triệu các anh chị nha. Màu trắng rất là đẹp, rất là sang luôn các anh chị. Bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Mazda 3 mà còn màu trắng thì phải nói là cực hot. Các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay liên hệ Tuyền để chuyển khoản đặt cọc ngay đi các anh chị. Mazda 3 thì hiện tại Tuyền đang chuẩn bị về thêm một chiếc màu đen nữa, cũng bản Luxury đời 2022 luôn. Đấy, anh chị nào mình thích màu đen thì alo Tuyền, Tuyền gửi hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi em này thì biển tỉnh các anh chị, 93 Bình Phước nha. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơ giúp Tuyền các anh chị ha. Đèn ở đây là đèn bi các anh chị, nắp capo cản là không có bị trầy xước gì hết ha. Mặt ga lăng rất là sang luôn á. Đấy, một dòng xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan hạng C, phải nói rất sang trọng các anh chị ha, lại trẻ trung năng động nữa nè. Đây, mối nối cản còn rất khít, liền lạc đồng màu. Lớp độ ga gió Tuyền thấy còn khá là sâu nha, và mâm thì không có bị trầy xước các anh chị. Đăng kiểm em này là tháng 12/2024 nha. Dán phim cách nhiệt cho mình rồi, tay nắm cửa cùng màu với lại thân xe các anh chị. Đấy, bên hông xe thì không có bị trầy xước gì hết nhé. Tất cả xe bên Tuyền khi mà bán ra thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đèn hậu phía sau thì còn trong đẹp các anh chị nhé. Đã có 4 mắt cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ. Nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền luôn các anh chị nhé. Em này Tuyền còn hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp thì alo Tuyền nhé. Rồi em này cốp khá là rộng rãi các anh chị ha, dây kích bình của hãng tặng nè. Tấm này là anh chủ trải thêm ha, để bảo vệ cái phần nỉ bên dưới. Đó, lớp dự phòng con đội tay quay đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị nha. Bên Tuyền bán xe ngoài cam kết ra thì còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị. Rồi em này thì ghế da nguyên zin tông màu đen viền nè các anh chị. Đấy, sang thì sang Simili, trần ở đây là trần nguyên bản ha. Em này thì ghế lái chỉnh điện, có nhớ ghế hai vị trí nè, iStop nè, cân bằng điện tử. Vô lăng ở đây thì vô lăng bọc da khá là sang các anh chị. Tích hợp những cái phím bấm trên vô lăng như thế này, như đàm thoại rảnh tay, rui control lẫy chuyển số trên vô lăng. Xe mình đi chuẩn là 30.038 km các anh chị ha. Màn hình zin theo xe vẫn còn chưa tháo siêu nè các anh chị. Gian lạnh hai vùng, táp lô đây là táp lô Mazda nhìn rất là sang các anh chị ha. Cần số nè, có phanh tay điện tử auto hold chế độ sport thể thao. Đây là cái nắm vặn điều khiển màn hình. Đây, những cái siêu nè các anh chị, siêu ni lông từ nhà máy vẫn còn chưa gỡ ha. Em đây bản Luxury nên là sẽ chưa có cửa sổ trời các anh chị ha. Bản cao hơn thì mới có cửa sổ trời. Rồi. Anh chị nào mình thích chiếc này mà ở tỉnh xa chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được á thì nên xem hết video của Tuyền ngày hôm nay rồi chuyển khoản đặt cọc giúp bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu 20 triệu mình giữ xe lại đi các anh chị. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe, tránh những cái trường hợp anh chị ở tỉnh xa lên mà mình không cọc trước thì bên Tuyền đã bán mất rồi, thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Còn được nữa thì Tuyền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà luôn, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nhé. Rồi, ốc của nắp capo, keo chỉ capo, khung sườn, máy móc nguyên zin đó, ốc máy này các anh chị, còn sơn phết đầy đủ, tem mát từ nhà máy vẫn còn ha. Rồi ok, các anh chị mình có người thân rành về xe cứ dẫn tới mình kiểm tra xe thoải mái, còn muốn chắc cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị nhá. Thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nè, Mazda 3 Sedan phiên bản Luxury đời 2022 mới đi có 30.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 596 triệu và giá đây Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa cho những anh chị nào thiện chí mua xe nhanh gọn và lẹ nhé. Yêu thích chiếc xe này nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới ngay. Và cùng phân khúc với lại Mazda 3 thì hiện tại bên Tuyền đang còn Elantra bản N-Line đời 2022 nè, màu đen màu đỏ các anh chị ha. Có Kia Cerato nè, đời 2020, 2021 nè. Rồi giá mềm mềm thì còn MG5 đời 2022
hơn 450 tí xíu thôi các anh chị. Đấy, và những cái phân khúc nhỏ hơn như là Kia Morning hoặc là Hyundai Accent, EcoSport Tiền cũng đều có luôn. Các anh chị nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ như thế nào thì nhớ alo Tiền đi, thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Rồi đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.